Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thủ tướng ban hành công điện chỉ đạo cấp tốc sau bi kịch cháy nhà định công Đa Mai. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy, nổ. Thông tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 59 ngày 17 tháng 6 năm 2024 về vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Công điện nêu, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, trong ngày 16 tháng 6 năm 2024, liên tiếp xảy ra hai vụ cháy nhà dân tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 7 người chết. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy, rà soát, phân loại có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn. Khẩn trương soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy nổ đối với các đối tượng, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các phương tiện, thiết bị sử dụng điện, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy và để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ cháy nổ, nhất là những ngày nắng nóng, tiếp tục tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp cho học sinh, sinh viên, trẻ em trong thời gian nghỉ hè với hình thức phù hợp. Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương yêu cầu ngành điện phân công cán bộ đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, góp phần hạn chế cháy nổ do điện gây ra. Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an thường xuyên theo dõi, đôn đốc kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện công điện này. Nhìn từ vụ cháy tại phường Định Công, để không còn bị ám ảnh cảnh những bàn tay vẫy cầu cứu. Vụ cháy xảy ra đúng một ngày sau mốc thời gian 14 phường trên địa bàn quận Hoàng Mai báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số 239 ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai về tổng rà soát, kiểm tra, phúc tra về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với cơ sở nhà trọ, nhà ở nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini và loại hình cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận Hoàng Mai. Giai đoạn 1 kết thúc ngày 15 tháng 6 năm 2024. Địa điểm xảy ra vụ cháy tại phường Định Công là nhà ở kết hợp kinh doanh. Ghi nhận tại hiện trường, từ tầng 1 đến tầng 3 dùng để kinh doanh, tầng 4 trở lên để ở, hàng hóa xếp kín cầu thang. Đối với quận Hoàng Mai, nhà trọ, chung cư mini và nhà ở kết hợp kinh doanh chính là những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Số nhà 207 Định Công Hạ cũng như phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang, mặt tiền nhà hoặc các tầng thấp làm nơi để hàng hóa. Việc chủ nhà tận dụng, sắp xếp hàng hóa kín cầu thang, tầng nhà, phúc hình chung đã bịt lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân. Hình ảnh những cái vẫy tay tuyệt vọng đã khiến cho chúng ta còn day dứt mãi.
Mặt tiền tầng 2, 3 của ngôi nhà bị các biển quảng cáo bịt kín, các tầng trên chủ nhà lắp chuồng cọp chống trộm khiến cho cơ hội thoát hiểm khi hỏa hoạn thấp đi rất nhiều. Một cảnh sát phòng cháy chữa cháy tham gia cứu chữa cho biết, vì tầng 1, 2 của ngôi nhà này chất kín hàng hóa gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng, nhiều chất dễ cháy, khói hóa chất độc hại nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trao đổi nghiệp vụ, Đại úy Thạc sĩ Kiều Văn Dũng, Đại học Phòng cháy chữa cháy cho biết, đối với những cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, chủ nhà bắt buộc phải đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn, gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên, như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái. Hiện nay, trong khi chưa có quy định cấm lập kho cất trữ hóa chất dễ cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, thì chính quyền các cấp, cảnh sát khu vực cần kiểm tra nhắc nhở, cảnh báo chủ nhà không cất trữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa, vật dụng, đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Kinh nghiệm từ các vụ cháy gần đây tại nhà ở kết hợp kinh doanh cho thấy cần bố trí đồ đạc, vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà. Căn cứ theo quy định tại khoản 5, điều 40, nghị định 144 của Chính phủ, hành vi chặn cửa thoát hiểm làm mất tác dụng của lối, đường thoát nạn và có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Nhưng thực tế, các địa phương chưa mạnh tay xử lý vi phạm này. Vụ cháy vào tối 16 tháng 6, bà NMH đã đưa ba cháu nhỏ lên tầng 6. Nhưng do không có mặt nạ, thang dây và không thể phá chuồng cọp để thoát ra. Thực tế, mới đây trong quá trình rà soát, thống kê và đánh giá nguy cơ cháy nổ trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân phường Định Công đã vận động người dân tự trổ cửa thoát hiểm để chìa khóa tại nơi dễ nhìn, có thang dây cứu nạn. Đến nay, mọi việc mới dừng lại ở vận động, người dân quy định bắt buộc mới áp dụng cho các đảng viên, công chức, viên chức và người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố. Phải chăng sau các vụ hỏa hoạn này, chúng ta cần bổ sung quy định, ràng buộc các gia đình tự phá dỡ lồng sắt hoặc ít nhất phải trổ cửa thoát hiểm để không phải ám ảnh khi nhìn thấy những cánh tay vẫy, tiếng kêu cứu của trẻ em mà đành bất lực. Đầu tháng 6 năm 2024, trong buổi làm việc với Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai, Triệu Hải Vân, ông chia sẻ phường có 5.529 hộ gia đình thì 397 hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh. Nhận thức đây là những địa chỉ có nguy cơ cháy nổ cao, chúng tôi có hai yêu cầu, hai bắt buộc. Căn hộ phải có lối thoát hiểm thứ hai, đồng thời phải có đủ trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, nếu không sẽ bị đình chỉ kinh doanh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai Triệu Hải Vân nói. Được biết, không chỉ phường Tân Mai mà các địa bàn khác như phường Hoàng Liệt, Trần Phú, Mai Động, Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng đã và đang mạnh tay trong việc làm đường thoát hiểm đối với các hộ đang có chuồng cọp. Thực tế cho thấy, địa phương nào cương quyết xử lý, vi phạm thì nơi ấy ít xảy ra cháy nổ. Nếu xảy ra cháy nổ thì cũng ít thiệt hại về người, tài sản. Sáng 17 tháng 6, trả lời phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, ngay sau khi kết thúc giai đoạn 1, 15 tháng 6, về rà soát, thống kê và phân loại các hộ gia đình, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ, đề ra giải pháp khắc phục, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các phường tiến hành ngay giai đoạn 2. Theo đó, các cơ quan chuyên môn cấp quận, phường sẽ tiến hành rà soát, kiểm tra, phúc tra việc khắc phục của các cơ sở. Nếu cơ sở vẫn cố tình để tồn tại vi phạm, sẽ tiến hành tạm đình chỉ hoạt động theo quy định. Phường nào làm không nghiêm, quận sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!